Dạ rồi, em Thiện Đỉnh xin kính chào quý bà con mình nha. Thì hiện tại là em đang ở Mỹ Quý Tháp 10, Đồng Tháp. Đang cắt cái vườn na của ông anh này 600 gốc. Hiện tại là cái đang nhân công đang lựa nha bà con. Thì cái vườn này trái rất là đẹp luôn. Thì cái mùa này thì nó đang trong giai đoạn là cũng là giao mùa, mới có na lại thôi. Em quay cho bà con mình xem nha. Thì em Thiện Đỉnh thu mua mãng cầu na toàn miền Tây nha bà con, số lượng lớn, hàng tấn mỗi ngày, và em vẫn cắt được cho bà con nha. Thì bà con cứ yên tâm, đây bữa nay cái vườn quá trời đẹp luôn bà con. Vườn cái da rất là đẹp ha. Trái này là hàng loại 1 nè, 400g, da không tì vết luôn, anh làm kỹ thuật rất là cao. Em quay cho bà con mình xem ha. Đó, thì đây đây là gia đình đang đãi tiệc. Rồi thì cũng thông báo cho bà con mình biết tí xíu. Hiện tại na thì gia điểm này thì nó cũng còn cái giá khá là cao đó bà con. Em cũng đang mua hàng, em mua là đang trong cái quá trình là thử hàng xuất khẩu nha bà con, thử hàng xuất khẩu. Thử cái chuyến này nó có nó qua tay bển ok ổn không là bên em sẽ đẩy số lượng lớn. Và hiện tại cũng đang cần những cái số lượng lớn nha bà con. Trái na đẹp quá. Em bên YouTube mà. Dạ thầy đánh vlog. Trái quá tuyệt vời nha bà con. Đó. Rồi thì nay con cũng quay lại một số cái công đoạn nhân công lựa ha. Thì đây cái hàng này là mấy trái này đẹp không nè. Trái này 400g. Em cắt nó nới ra. Cắt ngang đây thôi. Cắt ngang đây nè. Cắt ngang đó đó. Rồi. Rồi quý bà con em đang thu mua vườn số lượng lớn. Hàng chục tấn cũng được nha bà con. Em vườn lớn em cũng đảm bảo luôn là mãng cầu na nè, vú sữa hoàng kim, ổi, rồi xoài các loại, rồi nhãn, chim chôm. Nói chung là trái cây em mua nhiều lắm bà con. Rồi cảm ơn bà con rất là nhiều nha. Mọi chi tiết xin liên hệ em thầy Đỉnh Thượng Hưng, Trung Lâu, Cần Thơ, số điện thoại là 0961084636, để số Zalo của em luôn nha. Thì em mua toàn miền Tây nha bà con. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Thân ái kính chào.